Chị cái gì vậy chị? Điện thoại. Tôi là Tài, tôi là Năm Tài. Tôi sống ở Hiêu Tân này cũng là trên dưới 40 năm rồi. Dạ. Và cũng nghe được cái clip của anh rất là nhiều. Hôm nay đến gặp anh thì tôi xin rất là hân hạnh, cảm ơn anh đã gieo duyên với mọi người và đến Hiêu Tân này. Thì tôi nghĩ rằng không phải riêng cá nhân tôi mà tất cả mọi người họ có cái lòng để tìm hiểu về đạo Pháp, họ là những người chánh tâm, họ luôn luôn lúc nào cũng muốn tìm những cái chân lý mà nó chân thật để hội ngộ với những người đã gieo truyền đó, người đó là anh. Tất cả mọi người ở đây ai cũng hiểu rằng đó, những gì anh nói ra trong 36 tầng trời, rồi những người có trách nhiệm mà Đức Phật Hoàng Thượng Đế đã gieo truyền cho cái xã hội này, thì cho nhân loại này, không phải nói chung về người Việt Nam mà tất cả những người ở trên cái thế giới này, để mà có cơ may đi trở về để gặp lại Đức Phật Hoàng Thượng Đế ở trong cái trên biển đó. Thì tôi có hôm nay tôi có một cái câu hỏi, có ba câu hỏi, một câu hỏi về đạo và hai câu hỏi và hai cái câu hỏi về đời. Nhưng mà để phù hợp với cái nãy giờ anh đã nhắc nhở và đã nói ra cho mọi người biết, thì tôi hỏi câu hỏi về đạo trước. Thì thưa anh, tôi cũng nghe nhiều cái clip anh nói về tôn giáo, nói về sự phát triển của Đức Cha là Ngọc Hoàng và Đức Mẹ là Phật Mẫu. Thì có phải là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế mà cái người cao đài nói đó là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế và Phật Mẫu, đó là Phật Mẫu hay không? Thì như vậy đạo cao đài đó họ nói đó là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, có phải giống như anh đã nói là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế hay không? Còn thứ hai là Đức Huynh Giáo Chủ có phải là Đức Thầy của anh và của Đạo Hảo hay không? Thứ ba là Đức Sư Minh Đăng Quang. Thì như vậy ba vị này có phải là cùng với nhau ở một mối hay không? Đúng rồi. Nhất Đạo Cao Đài thờ Thượng Đế, Đạo Thiên Tâm cũng thờ Thượng Đế cùng một vị. Và Thượng Đế ở tầng trời cao nhất là Ngài tạo ra cái chân linh của mình là một Phật Mẫu, Phật Duy Trì Địa Mẫu. Mà ở bên cao đài họ hay có mấy cái gì buổi lễ gì đó, thì thấy đúng rồi, hội yến Duy Trì gì đó, thì là cũng là mẹ, đúng không? Thì là một. Chỉ có cái khác của một cái là cha tóm gọn lại để cho toàn thế giới họ dễ thờ cúng. Bên Công giáo sau này họ học Phật để họ không có trong tái sanh nữa, họ không có phải là cứ nghĩ về trời là về luôn, phải có nghiệp quả để cho họ hiểu về nghiệp quả. Hồi giáo cũng vậy. Thì Allah, Thượng Đế, bên Cao Đài, bên Thiên Tâm, bên Ấn Độ giáo, Do Thái giáo, Chánh Thống giáo đều là một, cùng một người Thượng Đế. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, Đức Thầy là Đại Ca Diếp, là đại đệ tử của Phật Thích Ca cách đây 2500 năm về trước. Lúc Phật Thích Ca nhập diệt, giao y và bát cho Đại Ca Diếp. Để thời mạt pháp là thời nay của chúng ta nè, năm 2022, trao lại cho Phật Di Lặc. Mà hồi xưa đó là ở núi Kê Túc, thì biết là vậy. Đến khi ở bề trên hội đồng chư Phật với Thượng Đế mới quyết định sau này ai cũng trời kêu trời kêu trời thì hay thường nói, thì cha và hội đồng chư Phật cùng với Ngài Đại Ca Diếp với Phật A Di Đà, Phật Thích Ca họp lại
thì mới cho cái đạo Thiên Tâm ra đời học Phật. Ngày đại và đồng thời Phật Di Lặc sẽ xuất hiện, tái sanh vào nước Việt. Tại sao Đức Thầy, Phật Thầy Tây An là người đầu tiên ở gần gũi chúng ta? Ngài không đầu thai thành người Mỹ đi, hay là rồi do Thái đi, Pháp đi, Miên đi, Thái Lan đi, sao nước Việt, Việt không vậy? Việt này cũng Việt vậy, đang nói tiếng Việt luôn nè. Thì nó có lý do cơ vận đi hàng nghìn năm. Thì khi Đức Phật Thầy đang vị đầu tiên đây Bủ Sơn Kỳ Hương là bao nhiêu năm ta? Mấy trăm năm đó. Thì sau đó Tứ Anh, tại vì một cái xác phàm á, mấy chục năm nó không có làm được nhiều việc. Và đồng thời chúng ta, con người chúng ta mau quên lắm. Cũng giống như quý vị nghe Kiệt hôm nay, tiền già ba ngày sao mà không có mấy clip, tại quý vị cũng quên mất tiêu đúng không? Thì cho nên Đức Thầy phải tiếp tục tái sanh để mình nhắc nhở thôi à. Mục đích là nhắc nhở. Rồi giờ nhắc nhở, nhưng mà cái đường hướng lời nói và hồi hôm qua đều giống nhau. Đến khi Phật trùm, rồi đến khi ông sư giải bấm khoai rau giảng, rồi Minh Dương không ngự đài mây, Minh Dương mà không trị quốc thì thế giới không bình an. Cái gì cũng Minh Dương nghe giết cũng chán. Đến khi gặp Minh Dương lại chửi, chúng sanh nó vậy đó. Rồi đến già cho tới lúc mà những ngày đầu mượn xác cầu tư, rồi nói đọc lên 6 quyển Sấm Cơ, những ngày đầu Đức Thầy còn thê thảm hơn đệ tử này nữa. Cũng giống như con lần bữa hổm ông Châu Lan ông chửi mình, rồi cái mấy vị mới nói ngày xưa đó Đức Thầy là sáng tác cái quyển thứ ba đó, ta là từ Phú Quốc ta về, thì ngày xưa cúng thứ ba đó là nói từ Phú Quốc về, sau này cúng thứ ba đổi lại là từ khi tiên cảnh ta về, cái bị đệ tử của ngài bắt lỗi lại. Cái này đó, thì bữa hổm ta Phú Quốc ta về thì ta giết thơ là Phú Quốc về, hôm nay ta đi họp trên trời ta đi xuống thì ta giết là tiên cảnh về, cũng bị bắt lỗi. Muốn hồ chi là con không bị nó chửi, tại con không giải thích cho rõ. Anh thấy tức cười không? Chúng sanh mình nó chắc mà chắc cực kỳ. Cái đầu á, nó bự bằng cái lu không à. Tu kiểu như vậy á, không bao giờ đạt được cái gì hết. Một còn mình nói xa nữa đó, thì thời xưa lúc Đức Thầy là Khương Tử Nha, Kiệt là Cơ Phát, thì lúc đó thầy trò là Cặp Bà Trùm đóng phim mà. Thầy cha là đạo diễn, Phật đạo diễn, thầy đâu thì trò đó. Thầy cũng là đi cặp. Đến thời Lưu Bị cũng vậy, rồi đến thời nhà Minh Lưu Bá Ôn cũng vậy, thì đến thời ông Trang Trình cũng vậy. Cứ nghe là khi cái thần hồn mình nó có skill cái gì á, cái năng khiếu mình cái gì đó, thì mỗi cái thời đại nó thích ứng với cái giai đó. Thì cũng giống như một tài tử của Hollywood, là của Thiên Thượng, của Hội Đồng Chư Phật. Đến khi một cái màn nào mà diễn đúng cái giai đó thì Kiệt xuống. Thì có những ông anh trong 12 người con ở Thiên Thượng, cũng có một người cực kỳ dữ thì làm những đóng vai những gì vua dữ. Chị đang ngồi đây, nhưng mà những cái thành tinh ngoài xa xôi á, quý vị nói thì cũng đang đóng vai ngoài đó, tại vì thuộc dạng chiếc thân. Hiện bây giờ thì chị đang ngồi đây, khi ban đêm chị ngủ, bất cứ những người nào con họ Thiên mà có nạn á, cứ gọi tên Kiệt, cái thằng hồn Kiệt bay tới nhiều lắm, Kiệt cứu nhiều lắm. Người câu thứ ba, ngài Minh Đăng Quang là khác. Ổng là một vị Bồ Tát, nhưng để mà ra một cái đạo, qua ra một cái mối đạo của miền Tây, tại vì miền Tây sau này sẽ là trung tâm của trái đất này về tâm linh. Thì những cái mối đạo mà quan trọng á, ra miền Tây không à,
Hòa Hảo, Cao Đài. Rồi hôm nay mình thì mình nói Tây hay Trung Bắc Nam thì nó hơi có sự phân biệt, chứ thì miền Tây dân của mình thì hề, nhưng mà không phải hề, làm ăn là giỏi hơn người ta đó. Tại mình hỷ xả với mình rộng lượng thì thành ra cái tâm của mình trống rỗng à. Thánh nhân thích đầu thai vô miền Tây, mời bác ăn nói lưu lót hay cho họ làm danh nhân đi, ra cãi lộn lấy hơn thua. Miền Trung mẹ Việt Nam mỏng lét, sau lưng thì núi, dãy Trường Sơn, ở dưới thì biển. Bữa nay Formosa nó rải gần đống chất độc nữa, đâu có tàu nào ra đánh cá được. Thôi gắng học nghe mấy bác, để mà làm ông này ông nọ, ông Diệm ông Thiệu đồ, rạng danh tổ tông đồ á không đó, thì miền Trung là dĩ nhân để lại đời. Miền Nam hề hề, còn là thánh nhân không. Mà hồi nãy mình nói người nước Việt á, mà nước Việt miền Nam á là có phước dữ nữa. Sau này sẽ thấy cung vàng điện ngọc xuất hiện nữa, mỏ vàng mỏ bạc đồ hiện lên quá trời. Bây giờ quý vị nghĩ làm sao? Cái chất mà chất mà làm di mạch á, nó còn hơn vàng đúng không? Mà sao giờ có những nước đạo lên á, cái đó cũng như là vàng thôi. Mình đâu có biết bề trên đã sắp xếp cho nước Việt. Khi mà một người mà về mà để mà làm nước Việt thành cường thịnh á, bây giờ về tay không à, về nói chuyện với một đống người hung dữ mà bị brainwash, biển là bị nhồi sọ bắt với đảng, làm sao mà nói chuyện họ nghe họ hiểu được. Thì phải có cái gì để cho gia đình hạnh phúc thì từ từ mình mới dạy họ tu, họ ta được rồi hiền hòa, nhân lợi nghĩa chí tính, có hiếu với cha mẹ. Cái nền tảng quốc gia nó đi từ cái hiếu với cha mẹ nha. Một người nào mà làm lãnh đạo từ ở làng, bí thư nhỏ, bí thư lớn, thứ trưởng nhỏ, thứ trưởng lớn, lên tới bộ trưởng, lên tới bộ chính trị, mà không có hiếu với cha mẹ đó, người đó lập tức là mất chức, là ít nước lợi dân. Mà người đó mà giữ chức là hại nước hại dân đó. Tại vì họ không thương anh em, họ không có hiếu cha mẹ, thì làm sao họ thương dân được. Thì sau này cái nền tảng gia đình sẽ trở về thời của Nhiêu Thuấn đó. Trả lời ba câu vậy, không có giống nhau. Cảm ơn anh. Rất là tâm đắc về những cái việc anh nêu ra. Ở đây á, không phải riêng tôi mà tôi nghĩ tôi có những người bạn để trao đổi về đạo đức với nhau đó. Thì tôi thấy rằng á, cái sự mà giác ngộ và chấp nhận những cái triết lý mới, mà nó mới mà không mới, không mới mà nó mới, thì ai cũng đồng ý với cái sự diễn đạt về đạo đức của anh nói ra. Người ta nghĩ rằng đó, ở Việt Nam như anh vừa nói qua đó, thì chắc nặng về tôn giáo là chỉ là tuyên truyền mà thôi. Người ta cũng hiểu rõ vấn đề đó, giống như là một cái đập nước, nó có một cái hồ nước ở phía bên trong thì nước nó đầy, nhưng mà nó chỉ là giới hạn cho một người xả ra, trong khi cái môi trường ở bên ngoài nó đang khô cạn, nhưng mà người ta chỉ tiếp nhận được cái chỗ đó nếu mà cái đập nước này không khai. Cái đập nước mà cần khai là những người nha, là những người đã được trên mạng truyền bá đi cái giáo lý đó. Mà nếu anh khai được cái đập nước đó thì nước trong này nó đục, nó dơ gì không cần biết, chỉ có sớm một ngày nó được khai cái đập nước đó ra, thì tất cả những cái chân lý mà hồi xưa bị ém nhẹm đó cũng nhờ anh đó mà họ được thông qua được hết, hiểu đó. Thì rất cảm ơn anh những cái lời nói đó. Thì để tôi xin tiếp tục câu hỏi chị đời. Có lẽ là cũng không có chiếm mất thời gian của anh. Thì như bữa đầu tôi nghe anh nói đã khai ra cái Thiên Long Giang ở tại Hiệu Thanh này, thì như cái câu hỏi này nó cũng liên quan một chút về vấn đề tâm linh.
Có nghĩa là tôi biết rằng anh làm ra cái vấn đề đó phải do ơn trên để sắp đặt, chứ không phải là tự anh mà bỏ ra cái công sức để làm gì. Nhưng mà cái thành quả ở Thiên Long Sơn, ở Cali đó, anh vẫn bị đời này nó làm ngăn chặn, đó cũng là do cái thiên ý sắp đặt để cho cái đạo nó có những cái trắc trở gì mà nó thành hình rất lớn. Nếu mà nói về khả năng, mà nói về sức lực của tạo hóa đó, thì giống người đời bây giờ chưa chắc gì làm được. Nhưng mà nói về cái sự mà tấn hóa, cũng giống như Chúa Giêsu ngày xưa bị, nghĩa là ông Chư Đa phản bội. Mà nếu mà nói về thần lực của thiên tạo đó, thì mấy mươi người của ông Chư Đa chưa chắc gì phản được Chúa. Thì ngày hôm nay Thiên Long Sơn cũng bị như vậy, rất là định luật. Thì xin hỏi là ở Thiên Long Giang này, anh đã có được cái ý chỉ nào để mà lập ra cái rule rồi? Ví dụ như người cộng sản đó, họ luôn luôn lúc nào cũng tìm cách để phá hoại cái lý chia của cái đạo mà của anh bây giờ. Thì như vậy thì anh cũng cho mọi người với tất cả những người có cái đạo tâm để muốn phát triển cái Thiên Long Giang đó, dựa vào cái rule lời nào để có thể không bị những cái kẻ phá hoại đó họ trà trộn vô trong đó, để mà trong tương lai. Thì anh như thấy ở Hilton này có Hoàng Duy Hùng, nghĩa là từ xưa tới giờ họ cũng làm được những việc tốt, còn rốt cuộc rồi họ quay trở cờ lại, họ làm những việc xấu để gây hại đến cái cộng đồng người Việt ở Hilton này. Thì anh cũng tạo cho cái niềm tin cho bà con ở Hilton này, mai mốt họ đến Thiên Long Giang họ đủ lòng tin để mà hướng dẫn theo đó, để mà tu tập theo đường lối mới của cái tôn giáo như vậy. Cái tiếp tục đó là trong cái cuốn sách của anh đó có phổ biến hay không? Thứ nhất câu là nó cái đặt, em là người mở đặt, cái ông bài lật ngửa hết, em giờ mặc xà lỏng, ông mặc áo thun luôn, có nhiều nút rùi gì ai cũng thấy hết. Con có thiên thượng là thiệt, dàn thiệt không có sợ lửa, bốn rồng lúc nào cũng đứng đây nè, hiện bầu trời quá trời đó, bảy dòng hào quang nè, chị bệnh cho biết bao nhiêu người từ ung thư cũng hết rồi. Nhưng mà ngoài kia chúng sanh u mê quá, có bao nhiêu người nhận diện được ngài, muốn kêu kiệt là kêu, muốn kêu thằng là kêu. Ngày hôm qua có comment nó chửi, nó thằng chó đẻ, mày phải xin lỗi dân tộc Việt Nam, mày phải xin lỗi Bác Hồ, mày đồ thiêu Bác Hồ. Mới ngày hôm qua cái clip mình hồi nãy tối giờ nó chửi liền. Thì cho nên em hy vọng cái số lượng người mà hiểu như anh vậy nó lớn một chút, em bớt bị chửi. Thấy như là Phật, không có gì còn giấu nữa, vậy mà còn bị chửi. Thì ngày xưa Lưu Bang có phước hơn mình nhiều, ổng là dân sáng sỉnh vừa xây, đi tên người ta gặp rắn bò ngang đường, sẵn cầm cái kiếm để cái bụng. Ô, ông này có chân mạng thiên tử, làm vua khai sáng nhà Hán 700 năm, sướng qua trời. Đấy thời nay, lỗi em hay là lỗi chúng sanh u mê à? Đó là thứ nhất, câu trả lời của anh, nghe suy nghĩ đi. Thứ hai, cái đề nghị của anh á, sao em không hiểu được, sao em không biết được. Em tuyên bố khi em làm cái gì sức của em một mình, không có liên hệ với tổ chức nào. Cộng sản nó trà trộn tất cả chúng ta, từ ô, từ cầm cờ vàng, mái phục đỏ chạy vòng vòng ngoài này, từ đứng chụp hình, từ những thằng chủ tịch cộng đồng ở đây luôn, là nó không đó. Cả chủ tịch cộng đồng San Jose, Nam Cali, Kimberly Hồ, Đại Đức Chí gì loại, whatever, em quen hết, em thân hết, là đều là bị mua chuộc bởi bằng tiền, bao thơ, youtuber cũng vậy. Những cái thằng chống cộng qua trên đó mạnh á, anh phải coi chừng đó. Nó chống chừng nào nó lấy động để nó chế tịnh, thì giữ cái đảng. Nó làm cho 65% tuổi trẻ ghét mình, để tẩy chay một cái khúc ruột thừa của mình. Thì làm sao mà dân tộc mình đoàn kết?
Có một lần anh đề nghị ở miền Nam Cali với những cái người giống như anh Charlie Chí, anh Tạ Đức Chí, anh Vũ Hoàng Lân, anh Trần Thế Văn, mấy đó bạn em mà Phong, Quý rồi, ông nói hết. Mình chỉ cần bữa tiệc 10 người thôi, đã nhà hàng nào mấy anh chỉ ok, ông đó làm chủ tịch. Tại vì người mình là người mình, mất mất người ta đâu cần mấy người Mỹ hay là Nelson thống đốc Cali chỉ mình làm gì đâu. Tại mình muốn lãnh đạo một cái cộng đồng, mình đoàn kết thôi. Tại sao Nam Cali nát như nồi cháo heo vậy? Là bởi tiền đúng không? Thì chỉ thằng nào có tiền mà nó không tham thì nó đứng lên cái tiếng nói của nó thôi. Mỗi lần mà nhóm này, nhóm kia, nhóm hát ôn này, nhóm hải quân nọ hay Đà Lạt kia gây lộn thì ngồi họp nhau, thì một lời công bình thì có phải hòa không? Mà cái thằng tỷ phú nó bỏ 10 triệu để mà nó xây dựng cộng đồng, xây dựng tượng kỳ đài 72, về năm 72 gì đó, tượng kỳ đài chiến sĩ gì đó. Bữa em là người cho 50.000 đó, thế làm gì bị cộng sản mua chuộc? Hoàng Như Hùng ở đây ngày xưa cũng đâu phải cộng sản, vì vậy anh giết cái gái với nó gài, gái với gài xong. Không giống như là Trần Dành thời xưa vậy. Trần Dành cộng sản nó chỉ xài những một lần thôi, áo dục à, nó không có chịu giặt nữa đó. Mình ngu muốn cho hết cái đó, đừng có tham tiền. Người mình tị nạn nghèo ở đây ăn bò phe, hồi xưa mà kỳ cũng ăn bò phe. Tất cả chúng ta ở đây nghèo làm gì nhiều tiền bằng sân trước sân sau. Nó lấy mảnh đất mẹ của Việt Nam nó bán cho Trung Cộng, miếng đất của ta nó quy hoạch cái con đồng mà nó làm là nó xây nhà nó bán 1 tỷ, mau giàu không? 10 thằng tỷ muốn Việt Nam giàu là đất không, cạp đất mẹ không, xong giỏi cạp chất xám. Thì cho nên ăn thua mình. Bây giờ ở đây cũng vậy, nếu mà ngộ một người chánh nghĩa, chỉ cần 3 người thôi đi ra đó mà về, ok tao bầu mày đứng lên làm đại diện cộng đồng xong. Không có cần 1000 người bầu, ở bản mấy chủ tịch cộng đồng tự nó bầu nhau không, cộng sản ngồi bầu cái ok rồi mày mang áo rằm riêng của Việt Nam á, áo lính Việt Nam á, rồi mày ra mày đứng mày chửi với cộng giùm tao đi. Chỗ Hoàng Cơ Minh á, ổng để cái hình Bác Hồ như là mỗi lần ai bước vô đạp lên rồi cứ nghĩ ổng là người quốc gia mình, nó là cộng sản nước thiệt á. Mấy Việt Tân cũng vậy nữa, tôi họp với mấy đó mà lên núi gạt người đời thôi, không có gạt được thần thánh nha. Cho nên mắc kiệt á, không có ai gạt kiệt được hết. Có bao nhiêu bất trọng thiệt, bao nhiêu bất trọng giả kiệt cũng biết luôn á. Kiệt chỉ muốn cái mối hàng thôi, mỗi người đều có cái nghiệp. Nhưng mà lâu nay chắc họ nghe ghiếu chứ họ cũng bắt đầu bớt tạo nghiệp á. Từ bên tâm linh, từ bên chính trị, chị thương hết. Họ là những người ở cõi Atula đầu thai xuống ở thời mạt pháp để mà xả nghiệp cho nước Việt. Chỉ tội là giống như Hoài Linh nó ở dưới nước nè, cái nó bị nhiễm. Rồi cái Phi Nhung bị mấy ông thầy cũng bị nhiễm, chứ họ người tốt. Phi Nhung tốt là Phượng Hoàng. Cái ngày Phi Nhung chết, cái Kiệt mới hỏi tao đi sớm nha, nhiều người mến mộ. Ừ, cộng nghiệp là phải đi sớm, mấy người có chân mệnh cao á xuống cộng nghiệp là đi sớm. 10 vị Bồ Tát xuống trần chỉ có 1-2 vị á, giữ được cái tâm nguyên thủy lúc mà hẹn thời hội đồng chư Phật. Tại khi mình nhảy dù xuống đây á, mình cũng phải có lời tuyên thệ chỉnh nha. Xuống đây á, sắc đẹp, tiền tài, với cái môi trường mình sống nè, thay đổi. Tất cả chúng ta không ai muốn làm sai. Hoàng Duy Hùng đâu có muốn làm chuyện đó, Đào Minh Quân cũng đâu muốn làm chuyện đó, không ai muốn làm chuyện đó. Vì hoàn cảnh thôi, đưa đẩy đẩy đưa. Nên chuyện thương hết. Ngày xưa mà thời Hoàng Cơ Minh, lúc đó con mới qua Mỹ học lớp 8, con có tinh thần dân tộc, bị mấy thằng Mỹ đen hiếp dữ lắm.
đi chung với mấy đứa học ở San Jose mà bị Mỹ Đen nó quýnh rồi cái con phải lập cái đội banh, mang áo cờ vàng bay cờ đỏ. Rồi từ đó người Việt Nam mới không có bị không hiếp, vừa đội banh mà vừa quýnh mấy người Mỹ luôn. Rồi sau đó ông thầy ông thấy không có cái đầu óc, có tinh thần tổ chức, ông mới cho con làm giống như lớn nhất của cái hội Việt Miền Club vậy đó. Rồi mỗi lần đi camping hay là tổ chức Tết thì con là người chọn, ok, đứa này đóng vai vợ hồi Trọng Phu, đứa này đọc sớ Táo Vương, tức là mình làm cho thời xưa mà cho nó vui nhộn cái Tết của mình. Thì lúc đó đột xuất phong trào Hoàng của mình lên. Lúc đó ông nắm đầu mình, trong nhà mình có ông anh cũng quen quen, tại lúc đó ở xe phòng cái đi theo làm lính Hoàng của mình, đi qua bên Thái Lan qua Lào vậy đó. Còn mình ở đây á, là ngày nào cũng dắt một đống mấy đệ tử đứng hết chợ Hương Lan tới Ly Sơn Quỳnh, rồi đi vòng vòng mấy cái chợ Việt Nam xin tiền giùm cho Hoàng của mình. Mà ngày nào mình cũng làm mấy trò đó, mình xin làm cái đống tiền mình cũng không có điếm nữa, đưa cho mấy ổng. Cái giờ mình đi vô Phở Hoàng đó, nó tính tiền mình quá trời luôn. Nó đúng ra mày phải cho free mới đúng. Công của tao hồi xưa bao nhiêu năm trời đâu đi xin cho mày, bây giờ mày giàu rồi, bây giờ mày còn tính tiền tao. Cái gì đó Phật. Còn cái ông anh mình đi theo Hoàng Cơ Minh mà qua Lào đó, ông về ông kể chạy có cờ, cũng là mặt kịch đó. Sau này mình hiểu được cộng sản nó ghê lắm. Bởi vì con cháu ma quỷ khôn, nó làm để mình đánh nát cái lòng chánh nghĩa, biết là mình không biết tin ai nữa. Mình không tránh nữa chứ. Rồi biến hết mấy nhân vật đó. Có Nguyễn Hữu Chánh là chuột. Tại sao mình dám nói? Tại vì mình nói là mình thương, mình nói lên đây quay đầu còn kịp, màng chót rồi. Chứ không phải mình nói để mình đã kích đâu anh quý vị. Nói để thương, để quay đầu. Tại vì họ cũng đóng một cái dây ác của cái màn này. Trong kiệt là tâm linh, kiệt là từ bi, không có ghét ai, không thương ai. Người nào làm lỗi sai cũng là đóng cái màn kịch cho cha, để cho cái xã hội thối nát này, để cho sau này đặt cái nền móng cho chúng ta có một cái thời đại thương nhau. Mình nhớ về những cái ngày khổ hôm nay, những cái ngày mà bị ma mị, bị dụ dỗ, bị làm bao nhiêu chuyện sai, để dành bao nhiêu tiền của đưa cho thầy Roma này, đưa cho ông này ông nọ, vô lý. Cha mẹ đã kêu mình á, thời mạt pháp quy y hướng đông bắc, không cần thầy tự tu tự ngồi thiền mà. Rồi kêu con này ra nói, để sau này mà có bị chết Covid hay là bị mất của mất tiền hay bị gì á, đừng có trách trời trách Phật, không ai ra nói. 189 cái clip rồi đó. Mỗi cái clip nói cả mấy tiếng không là bao nhiêu chữ. Hay như Đạo Phật, cơ trời cũng lộ về, mình cũng muốn gần hết rồi đó. Một cuốn kinh thư mà bà trên dạy, mình đã đọc gần mấy chục trang rồi. Mình thương cộng sản, cũng thương quốc gia, chỉ muốn làm bãi đáp an toàn, tại vì Phật mẫu dạy không có hận thù nghe con. Sau này thế giới, tại vì cái hận thù mình không có đủ thời gian để mà kịp phát triển. Trong kinh thư nói Việt Nam sau này thành cường quốc giàu. Cường quốc là gì? Cha mẹ đã cho mình 6 triệu chất xám nghe. 6 triệu chất xám đó vốn với tài năng cũng phải mang về để mà góp sức xây dựng đất nước, chứ không phải mà là cho một đống tiền trong nhà băng rồi về chia nhau xài thì nó đâu có ý nghĩa gì nữa. Phải có nghề ngỗng, nó cũng phải thực tế. Sắm cơ là một chuyện, nhưng mà nó phải hợp với cái kinh, hợp với cái thời đại mình sống nữa chứ. Cũng giống như trong tiên tri sắm cơ nói, Minh Dương này phải mặc áo lông bào, mặc áo xanh em được à,
nó không phải như vậy. Nhưng mà con người mà khi mà đọc kinh thánh nhiều quá, họ tưởng tượng khủng khiếp lắm. Ví dụ như cung vàng điện ngọc, bây giờ thì về thì bỏ chừng mấy chục triệu người xây mấy cái chùa tòa tháp ở vòng vòng núi Cấm, người Việt Cấm người ta bán thịt chó dưới chân núi Cấm, rồi làm lợi cái đó phong cảnh đẹp, thì cái đó là cung vàng điện ngọc rồi, đâu cần núi nổ gì đâu. Mình nói thí dụ vậy đó, còn chuyện đó mình không có dám bàn ngay lúc này. Chỉ cần bác kiếm chừng ba bốn người, bác chỉ nào á một cái tinh thần dân tộc mà giàu có đó, để đừng có bị Việt Cộng mua chuộc á, thì cái cộng đồng này đoàn kết. Còn mấy ông tự phát rồi tự hăng lên rồi tự giành chức giành quyền á, thì nó cũng nát như tương hoài. À, không như tương là như cháo lòng. Bác hỏi tiếp đi, trả lời hết câu của bác rồi đó. Rồi, cảm ơn anh. À, rất là đồng ý cái vấn đề là tại sao mà đạo bây giờ cũng như hồi xưa tới giờ mà cứ bị ngăn trở bởi vì những cái tâm lý bất đồng đó. Thì theo quan điểm của tôi thì tôi thấy rằng đó là sự tánh hóa của mỗi một người. Nếu mà không có như vậy thì không có thành lập được cái tư tưởng của họ. Khi họ xuống đây là họ phải trả những cái nghiệp dĩ của họ. Họ u minh là tại vì họ không có thắng được cái bản chất bản ngã của họ. Nếu mà anh khai được cái đập đó là cái sứ mệnh thiêng liêng của anh, cho nên đó, nếu mà cái đập đó nó tuôn tràn đi thì những cái u minh ở trong cái lòng nước đó họ chảy ra những cái hệ sinh thái ngoài, họ sẽ bừng dậy. Những người đang nằm ở trong cái lòng nước đó họ sẽ tự động, họ sẽ hòa hợp và họ sẽ trang chứa với cái dòng nước mà nó chảy ra làm cho hệ sinh thái nó được phát triển lên. Thì rất cảm ơn điều đó. Và câu hỏi cuối cùng trước khi anh trả lời, tôi xin cảm ơn anh trong buổi hôm nay để trao lại cho bà con khác là hỏi ý kiến anh. Thì tại vì cái cuốn sách mà anh vừa trình bày ra tôi cũng có download rồi, tôi cũng có ấy, nhưng mà tôi nghĩ là nó chưa đủ. Cho nên nếu như trường hợp như bà con ở đây mà muốn có được một cuốn sách tương tự như anh để xác minh rằng những cái điều đó nó thật là hữu ích, thì làm sao để cho bà con ở đây như cả như bản thân tôi để có được cuốn sách như vậy, mua hoặc ở đâu để có bán ở đó? Thì nói bài á, vô website thiên tâm museum.com á, download xuống in ra thôi dễ ợp, thế giới ai mà không có. Hoặc lên Facebook của chữ Thiên Tâm á, trên online mấy cái này thời đại văn minh mà, bây giờ trong đám đệ tử Thiên Tâm ở Cali nhìn cái điện thoại đọc kinh thôi, hoặc là nhắn cái số điện thoại gửi qua. Còn nói về cái đập nước, nước thì phải nói cá, cá thì phải nói chúng ta, chúng ta là phải nói người Việt Nam, người Bắc, người Trung, người Nam, đúng không? Mình ví như cá đi, nhưng mà cá nó quen sống ở nước bùn lầy hôi thối rồi, nó thích ăn tươi nuốt sống lẫn nhau rồi. Bây giờ anh bắt con cá nó qua nước trong á, cá của mình Mỹ nè, anh nghĩ cá mình thì không ăn đồ ăn cá, không ăn cá bự cá nhỏ, mình ăn đồ ăn của cá. Còn bên kia là thấy cá là nuốt cá, thì anh nghĩ anh bỏ đi nước trong, con nào sống con nào chết vậy. Cho nên sau này đó, chứ không có Việt Nam Cộng Hòa, chỉ có lá cờ vàng ba sọc đỏ đó, là mấy vị nói cờ vàng cờ đỏ ai nở bỏ vàng ba sọc ngang hàng lại treo khắp nước, là ba màu là ba miền, màu vàng là da vàng chúng ta đã treo ở Hà Nội từ lâu rồi, nó cờ của chung dân tộc. Hồi xưa nó chữ tiền ba que sao này lên mạng giải thích, giờ nó im hết rồi. Mấy đứa nhỏ nhỏ mà bắt nó đâu có hiểu gì đâu, trời, ông nội nó cũng bị gạt cũng chi ba nó, đời nó là tao khỏi nói luôn, đúng không? Thì mình không có giận nó được. Hôm nay Kiệt lên đài để dạy mấy đứa nó đó, tại nó là cột trụ của nước mình. Mấy bác Hồ thời nay tám mấy chín chục tuổi sắp đi hết, còn mấy bác Hồ hôm nay lớn lên ở Mỹ cũng hầu như mất gốc. Và cái kênh Kiệt ra đời hôm nay nói tiếng Việt, và đồng thời có những lúc mấy đứa mà bà về Thiên Long Sơn Kiệt nói tiếng Mỹ, Kiệt chưa dám nói tiếng Mỹ trên này, để mà cho cái thế hệ con HO và thế hệ con ông cháu cha nó đoàn kết để mà giữ cái quốc gia của mình. Cái còn mình á bao nhiêu năm, cái đó là cái quan trọng để mà dạy tụi nó, để từ từ khai trí nó,
không có chuyện mà Nguyễn Nhân chổi mà hay có cái phim nó đứng té đá quần á, làm những ai mà điên á, mà Nguyễn Thị Sáu mà nhảy vô ôm bom lỗ Châu Mai hay như là mà không có chuyện đó. Ai nói Bác Hồ còn chinh không có chuyện đó, quá trời vợ nhỏ vợ lớn toàn là gạt không nổi. Một cái bài thơ mà so sánh mình bằng với Đức Thánh Trần á là Đức Trần Đạo đó, có bài gì ta bữa ai nhớ bữa đọc hoài. Bác anh hùng, tôi cũng anh hùng đó, mong tôi cách mạng sớm thành công đó. Cách mạng kỳ này thành hay không á là đi luôn á. Thành công của ổng nghĩa là bán trọn nước Việt Nam cho Trung Cộng, là ý ông muốn cái câu cuối cùng vậy. Mong tôi cách mạng sớm thành công là bán luôn nước Việt, thành là nhập vào làm một cái tỉnh của Trung Quốc, thì là cái câu cuối cùng đó. Ghê không? Nhưng mà có người cái ngã mạng muốn nói gì nói. Bây giờ ở dưới tầng 6 con 6 địa ngục á, về trên đấu cho lên đâu. Hôm qua có thằng kia nó cần nghe, mày á phải xin lỗi Bác Hồ á, và xin lỗi dân tộc Việt Nam. Không biết người ai mở ra tên gì ta. Rồi có comment này không, mấy con nằm trên mạng gì Nguyễn Quân gì đó. Mình á, hữu duyên thì biết được thiên cơ, để rồi mình hiểu được cơ vận. Khi mình biết được cơ vận của chuyện nói ra thì mình nắm lấy cơ hội để mà mình dọn đường đi nước bước đời sống của mình, tương lai của con cháu mình, và đồng thời mình mới tạo được cơ đồ cho dòng họ mình, cho con cháu mình. Cái chuyện này lên mạng không có gì chứ có lợi cho chuyện hết. Mua Thiên Long Sơn mấy chục triệu, Thiên Long Giang cũng một đống tiền, lên đây cũng bị trứng gà cà chua. Quý vị có ham không? Làm tỷ phú đi chơi không sướng. Hoàng Kiều có ai chửi ông đâu. Được ghệ 27 tuổi nữa. Thế như là Phật. Còn mình lên nói chuyện này, ghệ nào dám cua mình. Mà cua mình cũng dám đụng tới nữa. Đã lên đây làm người của công chúng rồi là phải có khuôn có khép. Chuyện mà có làm gì sai cả mấy trăm đứa đệ tử ngày điểm sát bên này biết hết, không chết với cộng đồng mạng mà chết với đệ tử mình á, thì không có cái gì mà giấu quý vị hết. Người thiệt việc thiệt, cái lòng thật, 189 cái clip đều là lời thật. Một người duy nhất của 8 tỷ người của quả địa cầu này đang cầm cái điện thoại xây tham về chờ để mang những cái tin tức cực kỳ quan trọng xuống cho quý vị á. Quý vị không thương thì cũng đừng có nên chửi kịp, kịp gọi là mang thân tứ đại cũng có cảm xúc nghe, ngủ ẩn đầy đủ nghe. Nhưng mà mình đã diệt được tham sân si, mình có mấy chư vị an ủi thì cũng không có giận ai, mà có giận cũng không quá 3 ngày. Lâu lâu đi chỗ này chỗ kia thăm mọi người một chút. Chỗ này mình mới thông báo có ngày qua giờ cũng không thích đông quá, cũng mục đích là cái chân của chuyện mà bước tới đâu á là muôn trùng chư thiên chư thần đi theo gia hộ của thành phố đó. Cho nên hôm nay ở ngoài trời quý vị không thấy nhiều lắm. Và đồng thời khi ngồi gần với chuyện nè, những người mà bị xui xẻo vong linh đã tin thì mình nói thiệt luôn, mấy chị vị đứng đây cũng đã gọi là gì, blessing hả, gờ đầu hết rồi. Có đó. Rồi chị bệnh tập thể. Hồi đó có một lần ngồi buồn buồn, cứ than sao con cứ nói hoài, không ai hiểu con. Thì lúc đó bà Thích Trân mà không về,
hay mình có sáu sư phụ mà mình thường nói đó. Cái hòa thượng cái công cho bài thơ này, quý vị ghi nhớ nha, tặng riêng cho Kiệt hôm nay, Kiệt tặng lại trên cộng đồng luôn. Dấn thân trong bụi hồng trần, dù thân cực khổ vẫn mang nụ cười. Là cái gì kêu vậy đó? À, hòa thượng cái câu này của hòa thượng Thế Công cho năm tháng 4 ngày 19 năm 2021. Tại một lần chuyện nói chuyện gì nào thì có ghi ngày ghi tháng xuống, người vị nào dạy mình tại Kiệt tiếp xúc quả trời luôn, mấy trăm vị luôn á. Còn là cái gì mà cao siêu mà cái gì gần đây á, có nói về cái vụ vụ án của gì tên gì ta, Hồ Ngọc Hải á. Mấy cái chuyện nhỏ vậy mà mấy vị biết, nó phải chuyện nhỏ nha, nó có một cái mầm móng để mà lật cho cái bộ mặt của một cái xã hội, một cái sự công bằng của nhân loại không còn cái sự công bằng nữa. Nó bị quan á, Hồ Duy Hải, đúng rồi đó bác này, nó đúng. Tại bữa hổm á, mấy vị trên trời ấy về nói á, là cái vụ án đó là bị oan. Mà nếu mà nó xử nó mà đúng thì ông tò với công an với quân đội dục rác hay sao, sai hay sao. Cho nên cái xã hội này quý vị, mấy bên trên mới nói nó còn bất công nhiều lắm mất công. À, đúng cho là sai, sai cho là đúng. Phe ta thì không đốt củi, không phải phe ta thì cho vô lò. Mình muốn nghỉ mệt 5 phút không? Dạ, ok rồi, nghỉ mệt 5 phút hai bà con nói chuyện cũng không. Thật sự tiên tri á, thời xưa Đức Thầy hay các vị tiền bối của bên Tàu, bên Âu Châu, Notre Dame, Venga rồi đó, Đù Bó Ôn, Thư Bối Đồ rồi, thì đã cũng là lộ thiên cơ, nhưng mà lộ không có rõ. Đến thời nay, thời sổ số, thời mà chạy vô dòng chung kết thì Kiệt lộ rõ hơn chút. Tại vì thời nay nhân sinh trí tuệ chúng ta quá cạn cợt, thì Kiệt phải bề trên mới cho Kiệt đầu thai thành một người dốt, ngu, ngốc. Ngốc mới nói chuyện, ngốc mới hiểu đúng không? Không nói chuyện ngốc cũng có hiểu. Cho nên mình phải nói cái tiếng nói giống vậy nè thì mới độ được nhiều người. Thì cái tác dụng là như vậy. Chứ giờ chuyện người khôn, khôn giỏi quá, nói chuyện lanh lẹ như những nhà chuyên nghiệp trên đài truyền thông, chưa chắc quý vị ngồi đây á. Quý vị có đồng ý không? Thượng đế rất là tinh vi, Phật cũng tinh vi lắm. Nhưng mà ở trên trời chỉ có 26 cái cò sen là đã chuyển thế xuống thế gian, đã tu thành những gì rất là cao. Mỗi một lần về kiếp nào mà làm lập công lớn với cha, cha cho một cái huy chương là cho cái cò sen xuống rước. Mà tất cả các kinh điển đại thừa hay là Phật tử mong ước cò sen xuống rước là nghĩ là giảng sanh đó. Cho nên chuyện đó không bao giờ có chuyện giảng sanh, chỉ được thử một cái là lên rồi đạp dăng xuống lại thôi. À, đó là hên á. Còn những người mà bị mấy ông thầy dụ á, cột cái củ cà rốt trên lưng thỏ mà chạy hoài mà ăn không tới á, ai như là Phật không, không có luôn á. À, khi xuống đây mình phải làm gì? Độ chúng sanh, thí tài, thí của, thí trí lực, thí pháp, thí kinh nghiệm của đời sống mình. Đời của Kiệt là một cuốn kinh. Quý vị không có cần nghe Kiệt nói lời nào, chỉ cần biết Kiệt qua Mỹ nghèo khổ, không có đồng nào, sống lăn lóc như bụi đời ở ngoài đường, bữa đói bữa no. Khi có giàu có rồi cũng không có quên đi cái bản chất của mình, rồi cũng lấy tiền của đi làm lợi cho nhân sinh, không màng tai tiếng. Quý vị chỉ học nhiêu đó thôi.
Mình bữa nay mình đọc cái bài Sấm Châu Đức Thầy này, bữa nay tự nhiên nó nhảy lên cũng thấy hay nè. Khổng Minh nhờ gió dụng công, còn ta nhờ được mũi mầm bay tan. Một câu đó thôi, nó có mấy chữ? 2, 4, 6, 8, 9, 12 chữ mà nó y chang như ngày hôm nay á quý vị, của cái thế giới này. Công nhận nó thật trời cao siêu á. Người thường làm sao mà nghĩ chỉ có 12 chữ mà diễn tả trong toàn cảnh này. Để kia giải thích, nghĩa là vào thời Tam Quốc Chí, trận xích bích, Khổng Minh giúp Chu Du nhà Ngô đổi gió để đốt chiến thuyền của Tào Tháo, để định đại cuộc tam phân lãnh thổ. Cái nghĩa là thời Tam Xuân Thu, Tam Tam Quốc ở nhà Thục, nhà Ngô ở trên kia Tào Tháo là nhà gì ta? Tới cha mặc áo cũng tự nhiên đột sức đó là Tam Quốc á. Thì cái bài này Đức Thầy nói là giống như tương tự thời Tam Quốc Chí. Đức Thầy ví giống như ngày hôm nay của chúng ta. Sau năm 2017-20, Trung Cộng nó ra hết nỗ lực nha. Trung Cộng á, ra hết nỗ lực, nó muốn thôn tính nước Việt đủ mọi thủ đoạn. Nào là đặc khu, phải không? Dân đồn, phải không? Phú Quốc, phải không? Ở đâu ta? Dân đồn, Phú Quốc. Đây không, bà con không theo tin tức, cho mình ra ý thôi, phải nhớ chứ. Dân phong à, đúng rồi, không? Dân phong hả? À, thì ba khu, đặc khu. Thì nó ra hết nỗ lực. Rồi nó thả một dòng đai, nào là Formosa, nó không cho dân mình, nó để cho dân mình khổ chết á, để mình lệ thuộc vào nó. Cho nên giờ bao nhiêu trái cây đồ ngon đồ là dân cống hiến cho Thượng Quốc không à. Xe tải của mình đậu ở cảng ở biên giới Lạng Sơn rồi đó, đó mua môn vậy đó. Formosa, dân đồn, để đem xì ke, ma tí, chất độc, rượu bia ngàn cho mấy tuổi trẻ mà vừa học xong đại học chưa có kịp góp sức cho đất gia cho gia đình nữa là ung thư quá trời đó. Nhưng ở thời kỳ này khi mà Phật ra đời tại Việt Nam, sẽ lập hội Long Hoa tại miền Nam, sẽ đưa Minh Vương lên ngôi vị thống nhất đạo và đem hòa bình trên toàn thế giới. Phật trời từ bi, làm sao mà đánh đuổi được Trung Cộng để lập hội Long Hoa ngay trên đất nước Việt Nam. Nên câu thơ này ngài ví như mượn tay của các đồng minh trên thế giới. Hiện giờ là Mỹ nào đem B-52 đang bển, Nam Hàn đang tập trận bển, Đại thất hầm đội cũng đang bển, rồi Úc, không, Ấn nữa, hiện giờ có tàu Ấn nữa. Thì cho nên bề trên á, thượng đế mới mượn tay đồng minh để hạ bệ tàu, để chấn chỉnh lại nước Việt, trở thành cường quốc trong tương lai và giúp Minh Vương lên ngôi, làm cho quốc thái dân an, thịnh trị lâu dài. Thì nó giống như câu thơ của Đức Thầy á, ổng có 12 chữ à, mà giờ cả cái đồng minh bây giờ đang nằm ở Á Châu, hiện giờ năm 2 hôm qua với bữa nay á, là B-52 rồi Steel Bomber nữa, quá trời luôn. Rồi bữa nay Nguyễn hình như nó được lệnh của Tập Cận Bình kêu mày bấm thêm vài nút mày hù nó nữa coi. Tức là mấy gì nói á, bom đạn có Trung Cộng như đồ dòng mã vậy, mình cũng nghe đó là đồ mũ, của Trung Cộng là đồ giấy, anh không có được.
Rồi quý vị nói á, là lính Nga giờ là không chịu đánh rồi. Lính Trung Cộng nó là con một, gia đình của nó có hàng con trai à, họ mắc thuộc thủy gì đó, mà nó đánh nó chết thì đâu có ai nói giỏi. Cho nên nó có chịu đánh hay không nữa mới là quan trọng. Nó chưa từng đánh, chỉ hù thôi. Nhưng mà phải đánh ở cái thế này, phải đánh. Thầy trả lời câu là Khổng Minh nhờ gió dụng công, còn ta nhờ được mũi mồng bay tan. Công nhận một vị Phật mà nói 12 câu mà nó quá trời tài, chiến máy bay của đồng minh vô giúp nước Việt để đuổi mũi mồng đi. Khi giờ không có đồng minh sao mình đuổi được mũi mồng, mà nó có lợi cho nước Việt mình đó. Có phải là nước Việt mình bất chiến tự nhiên thành không? Khi mình hiểu được 12 câu của Đức Thầy cho như thế này thì mình mới thương lợi mấy thằng cộng sản hiện giờ đảng viên 4 triệu thằng của nó ẩn. Chứ là cái nghề đi làm ăn thôi. Rồi ruột dư ruột thừa của mình 6 triệu hải ngoại này không có đáng gì hết. Từ trên chư Phật nhìn một cái cuộc diện lớn như vậy để đưa nước Việt thành cường có. Nước Việt đang ở cái thế giống như xuồng của có cái sao, cái tàu Thầy Thế Thích gì đó. Thầy thấy nó sắp sửa bị bề trên á cho đồng minh thuốc để mà tắt pin á, thì chiếc xuồng này sẽ cho mình cái gầm giờ không còn nữa, đừng nói gì mấy đồ con. Thì thấy á, cơ trời hay không, cái màn cuối này nó sẽ là mở ra rất là hay luôn. Nên chúng ta thì cũng nhắc lại cái bài này, thầy cho mình để hôm nay cái gì nghe được những lời thật, gặp mặt thì thật thì nói bà không đừng tin chuyện nghe, nhưng mà đừng coi thường lời nó không. Bảo đảm cái gì về nhà cho thị anh em bà con lên án đó, lên án kiểu giấy là nói thẳng, người nào mà chịu thẳng thì chửi thẳng, mày còn khùng nghe khùng nó nghe nóng không. Ở nhà coi tivi chúng là bảo đảm không người bị tới đây này, phải không? Chắc ăn luôn. Nhưng mà thật sự quý vị thấy mình ngồi đây mình vui không? À, một gia đình hạnh phúc, con của mình trời. Thì họ không có hiểu, chứ không phải họ không có đầu bự gì đâu. Cái con ống nào mà xì hơi xuống một chút, nó mặc cho không phải cái lô nó bể là chết, sao rồi xì hơi xuống một chút, ngã ngã xuống một chút. Đó là có thể lúc này hôm nay là mình kéo đầy mà. Vậy với cái bác nào hôm nay qua cũng nói nhiều quá tiền mẹ rồi. Bữa nay trả lời câu hỏi trực tiếp đi, lâu lâu mình gặp một lần mình không có nói nữa, nói khi nào mình về bỏ từ tận ba chuyện nói cái bác bên này nghe. Còn giờ mình gặp nhé, có bao nhiêu thắc mắc thì sổ hết đi. Rồi lấy cái microphone sổ nè, có gì cứ lên là đăng lớp kìa, cái gì hỏi nói đủ chứ còn nói là nó hoàn mình chuyện nói ở nhà cũng đã nói rồi. Thưa sư phụ, con tên Thiên Thị Mỹ Quỳ. Sư phụ nói sư phụ ba là sư phụ nhà con là đệ tử. Trong giấc mơ của con là sư phụ ba là khi nào cũng mới được làm đệ tử sư phụ. Ê, mấy hạnh là mấy giờ mình bị đuổi ra khỏi chỗ này đi? 4 giờ hả? Ok, mình nói chuyện thêm chừng tiếng rưỡi nữa. Thì bữa nay hơi đặc biệt với Houston, tại vì mẹ nói Houston nó hiền lắm, nó không giống phức tạp gì anh Cali. Nên con qua nhiều quân độ nhiều. Thì đúng ra cái luật của việc đó là phải về Thiên Long Sơn lại cha lại mẹ, xin cha mẹ ba lần kiệt nó nha. Thầy thì khi mà cái thai bị giết vô, cái dấu thiên tâm nó dính vô trán rồi thì phải có một cái duyên. Cái duyên có nghĩa là
đã là thầy trò thì đời đời kiếp kiếp về trời cũng sống chung ở cõi trời chung, không phải chỉ gặp ở đây. Trách nhiệm lớn đệ tử của mình như thế này, nó có ham trần, nó có mê sắc, nó có đi sai á, mình cũng phải đi xuống nhắc nhở mình về, đem nó về ba lần. Nhưng mà hôm cái gì kêu á, thôi thì họ đã có duyên rồi, con ít qua đây. Thì ai hôm nay có mặt trong phòng này muốn làm, muốn kiềm chế cái dấu tình trạng thì cái gì cho. Nhưng mà chờ tới 1:30, chờ tới như ta mình nói chuyện riêng đi. Chứ còn lúc đó là không có nói chuyện nữa, chỉ là mời nhẹ thôi. Có mới không? Có một điều á, mọi người phải nhớ, khi gặp chuyện đừng nghĩ mình thiệt đông lắm, những người ta lên đông lắm, ở trên bầu trời rất là đông. Nãy thì ngồi thiền á, chuyện cái gì á, chị cũng ở đây đông lắm nè. Ngồi thiền để mình xin chị bệnh dùm ở đây tập thể. Rồi, hỏi tiếp. Thưa sư phụ, khi mà con nhắm mắt thì con mắt thì cảm xét mắt thôi, còn con nhắm mắt thôi không được. Chưa tu mà có thần thông mà hay quá, thắt anh không nhận siêu kìa. Ở xung quanh mình á, khi mình đầu thai xuống thế gian á, những chư thiên là cũng là anh em bà con mình trên trời đúng không? Khi mình xuống đây đó, họ làm những cái hiện tượng đó, họ nhắc nhở mình phải quay, phải quay đầu, phải tìm đúng minh sư, phải minh sư gì đó, minh sư tâm tâm gì kêu đọc kinh đại thừa nghe. Nó cũng là một tim ở tầng trời này thấp, nhưng mà thời nay ai cũng muốn lập công, họ thương hùng thương bại này luôn rồi. Thì cái đó cũng là một bà con mình với trời xuống nhắc nhở mình, hôm nay mới ngồi đây nè, cũng bình thường. Còn mình mà không có cái hiện tượng, không có tâm linh á, ở ngoài kia họ hiểu nghĩa nhiều quá, họ không có đỏ tâm linh, họ không có cảm ứng thì mấy vị nhắc kiểu nào họ cũng tờ chơi thì cũng giống như đi lạc đường, người ta chỉ đường đúng mà. Họ cũng không có chịu đi nữa, họ đi theo đường sai. Có những người chúng ta luôn á, hiện giờ mấy người lì á, ví dụ như mình lỡ hút cái đèn thì mình cứ tìm cái dương thôi mình quẹo đi, không cái dương hẳn nó lì lắm, nó lỡ hút rồi nó chơi là hẳn luôn. Cái gan của nó lên gì đó, nó là ngã mạng á. Thì chúng sanh thời nay cũng vậy, họ cứng đầu đó, người ở trên xuống nhắc nhở hoài cũng không tin này. Thì từ đó cái đội đi một từ chỗ đó. Rồi ở tiếp tiếng nữa, bây giờ dạy với đi mấy bác lớn tuổi thì có nào có cơ hội lên đây, cơ hội gặp thì cơ hội. Sư phụ, con rất cảm động lúc mà đọc chỉnh điện sáng chỉnh điện mà muốn, thì trong đó có rất nhiều lần nói lắm là ở những cái những ngày mà mình đang cúng và đọc kinh của mẫu đó thì con gặp, nhưng mà tiếng Việt con không có lạnh lắm, là nào không có hiểu. Sư phụ giúp cho, tại vì nghe nói là thập tác chân mười, không biết cái đó là phải 18 cây tháng 10 không, nhưng mà nói lịch ta thập là 10, tác là 8, là ngày 18 chân mười, ngày 18 tháng 10 là lịch Tây, lịch Tây. Thông thường á, mình cúng mẹ là mùng 8, 18, 28,
số 8 là ngày âm lịch đó nha, ngày cúng mẹ thôi, thì câu đó ý vậy. Cái là mỗi tháng. Mỗi tháng. 3 ngày. Thì ra là 36 ngày. 3 ngày kỷ mọi ừ. Dạ. Đó tự bên tạo mà bên mẹ ôi mẹ cho cái chân nó xuống. Có thời gian mình thấy. Việt Nam đó, cái để tượng hình Hồ Chí Minh cao hơn Phật, rồi nhà 100 triệu cái nhà nào ở dưới lại Hồ Chí Minh trước lại Phật, nó còn càng bất cứ nữa người ta không làm được thì mình ở hoàn cảnh nào hay mẹ không có chắc. Bề trên á chỉ không có thích ô uế, khi mình lúc mình ngồi đọc kinh mình thấn nguyện á, và khi mà mình thành tâm rồi thì cha mẹ sẽ về trực kế bên mình nghe con mình than thở. Mình có cha có mẹ, mình không có một coi nữa, mình buồn chồng, mình giận đứa con, mình mất thu nhập, mình bệnh tật, mình vô phòng tập, cha mẹ mình hiện về nghe đó liền than thở. Ý tội cho những Phật tử, những thầy thời nay họ có cha mẹ mà họ không nhịn, họ than thở với ai? Phật trong đạo Phật, Phật kêu đừng có đi theo ngài, là Phật chỉ là người truyền cái đạo xuống thôi. Trong cái luật Phật á cũng không có kêu thờ Phật Thích Ca luôn đó nghe, họ không có cha mẹ, họ là một còi á. Còn chúng ta có cha mẹ, cha mẹ là trí khôn của mình, là chân thành của mình. Hôm nay chỉ ra thì chỉ là nhắc lời thôi. Ông bà tổ tiên mình nhiều mình nắm thờ cái con sữa bò, hôm nay cha mẹ cho chị cái chân dung, chỉ là người hiểu được, nghe được, thấy được, tiếp xúc được, nhận lệnh luôn. Thế khi nói cái gì có cái bảo chứng, thế gian này không có ai hiểu được. Nhưng mà Kiệt nói Kiệt bộ không biết sợ khẩu nghiệp, Kiệt dám cái tài thiết của bỏ mấy chục triệu mua cộng đồng gì cái gì, bị chửi gì cái gì, cứ ngồi có chánh kiến ngồi tính đi. Bệnh thật bị thật không? Thì chúng ta họ tin là chúng ta đã một đứa con hư nhiều đời nhiều kiếp tái sanh vô trong cái lục đạo này. Hôm nay cha mẹ kêu kỳ xuống mang thân người nói tiếng Việt để mà về nhận lại cha mẹ mình, để mà được đi về cha mẹ mình cứu mình. Cha là người duy nhất chỉ mùng 9 Tết là xót tội cho mình được đó nghe. Phật chỉ là một thầy giáo dạy mình ăn hiền ở lành. Cha là tổng thống, còn thầy giáo ở trong cái lớp học, thầy giáo là khác hơn tổng thống. Tổng thống con ở cầu cứng đi ngọc cha phú được đúng không? Thầy đi ngọc cũng là thượng đế lập ra. Bởi vì trong cái cuốn kinh này nè, tán tụng công đức ngọc hoàng thượng đế. Nam mô nhất thiên ngọc đế, đấng vua trời vũ trụ các vì sao, tức là cha cai quản tam thiên đại thiên thế giới cả cái vũ trụ này, chứ không phải chỉ riêng cái hành tinh này hay là cái đạo Phật. Thì như nó biết ai lớn ai nhỏ rồi, không phải làm hoàng đế tích mà đứng mà chào Phật. Ổng là một vua trời nhỏ thôi, còn bên ma quỷ á, họ dùng chữ họ lái ngược lại. Rồi cái Phật tử cái chấp lớn cao cứ nghĩ là cha là nhỏ hơn không à? Không có, cha lớn nhất đó. Đấng vua trời vũ trụ các vì sao, tầng 36 đại la thiên cảnh, thiên
là cao nhất, cao hơn A La Hán luôn, cao hơn cõi A Di Đà luôn, không phải là tiên. Cái danh từ thế gian của mình á, mình hồi xưa chữ nghĩa mình ít, mình dịch ra không có đủ. Tiên là ở trong những tầng thấp, tầng số 6, số 4, số 5 vẫn còn dục giới là tiên. Ở này cha ở là Đại La Thiên Cảnh, là chuyện từ Đại La Thiên Cảnh xuống tầng 36. Người ở cõi cao nhất, tuổi thọ cao nhất, thấp hành tỷ tỷ năm. Người tuổi thọ ở tầng Chúa Xô là tầng số 2 á, là tầng Tứ Thiên Dương á, bởi trời á cao lắm, là 1000 năm mà cũng lọt xuống lực lực đầy á. Ở dưới này mình chịu khổ nhiều chừng nào, mình tu nhiều chừng nào thì mình lên cao chừng đó. Cũng giống cái hơi của mình mà lặn sâu chừng nào, mới hơi mình nín lâu chừng nào, mình lặn sâu chừng đó để yên nhỉ đó. Người nào mà làm lụng cực khổ hai bên gấp thì người đó nhiều tiền hơn cái người làm biến, y chang thôi. Cái công thức tu tập về trời cũng y chang vậy. Người nào mà có tránh kiến khôn thì không có bị gạt, không có bị thầy trò dưới cầu nữa, không có đi theo nguyên cái bề ban bệ đi xuống dưới cầu á. Thì hôm nay đã hiểu về cha gì nè. Tầng 36 Đại La Thiên Cảnh, 3000 thế giới, 72 địa cầu, tới 3000 thế giới luôn. Tức là Phật Thích Ca nói thiệt, có tam thiên đại thiên thế giới. Có mấy thằng anh của mình là Dế Bô, nãy kiệt tả rồi, có một chút kiệt là người Dế Bô á. Cái clip hồi Kali kiệt có nói rồi. Mình có thể đi bất cứ hành tinh nào, chứ không phải chỉ riêng trái đất này đâu. Trong chúng ta có những người ở Bắc Phú Lô Châu xuống Tây Thắng Thành Châu, Nam, mình là Nam Thiện Bồ Châu nha. Rồi có những người ở ngoài cái dãy ngân hàng của mình nữa, là cũng là con của Thượng Đế hết à. 3000 thế giới, 72 địa cầu, Tu Di, 4 Bộ Châu. Ở ngay phía miền Nam của trái đất mình có cái núi Tu Di khổng lồ. Ở xa đó có một cái hành tinh không có gần mặt trời, và còn là sức nóng không. Khi con người mà sân si nhiều quá đó, là khi mình mất đi á, là xuống cái rúng à. Cái thân kêu nắm mà nó nằm ngay rúng cái là nó hút gì đó, giống như 500 mà hút cái đinh gì đó. Nhưng đó quê hương của mày đó không thấy mặt trời luôn. Hồi chứng minh đạn đó thì cái mình nó mới dám nói không phải sáng 18 tầng địa ngục. Kiệt là làm hai kinh điển nhiều lắm, kiệt nó cả 1000 tầng địa ngục. Thì bây giờ trúng á, nhiều người giờ bắt đầu tin rồi. Chứ hồi xưa Việt Nam mình kinh điển thì nó có 18 tầng có. Ổng gì ổng nói rõ ràng. Ê bác ở tầng số mấy? Tao ở tầng 36. Có thui nè. Hôm nay được lên đây là nhờ ông như ông bước vào vì ông Sơn Tân Thủy Tinh với mấy chị Thiên Thứ cho ông cái giấy giống như là probation vậy, cho ông tạm lên để ngồi lôi chói. Hỏi tại sao ông dạy đánh con cháu này, cái tay Dũng Nhân Lộng làm sai chứ tôi đâu có phải vậy đâu. Ông nói thừa Lê Dũng với Tạm Nhân Lộng nữa, hỏi với mất á. Thôi mà kêu về nói chuyện viên hút lá để nó để xuống cái đất, ông hút nó rột cái tàn thuốc trong vòng một second mà không nguyên cái tàn đứng luôn nha, chảy hết. Mấy mà lâu năm mà không hút, hút ghê dễ sợ, hút cái rột cái ổng à. Bởi vì khi mình sống sao mình chết vậy nha, mình viên hút lá thì mình chết mình viên, cho nên bây giờ cứ bỏ thuốc đi, mình viên bia, không biết đâu có bia đâu mà uống. Rồi rượu chát, rồi thuốc nó không có rượu chát nữa. Hay là bảo khổ lắm. Thì tại sao các chư vị, các chị thầy và tượng trong chùa rồi hay kêu mình buông bỏ là vậy đó. Và khi mình chết mình không có, thì tại sao kêu mình uống nước phải uống cho cạn, đừng có bỏ mứa, hay là ăn cái gì á phải ăn cho sạch chét. Tại vì mình sẽ có một ngày thèm khát đó, là bị nghiệp nó vậy đó. Mình để lọc cái này cho xong.
3000 thế giới 72 địa cầu, tu di 4 bộ châu, cõi thiên là cõi trời, cõi địa là mình, thủy cung ở dưới thủy cung có nước, có lòng dương tứ hải, ngạn hoa trời ở bên tôm tướng cá, ở dưới lòng dương quả trời vô nhà kia ở đây nè, ở khu xe đây nè. Rồi xong cái mấy vị về đông đó rồi còn đòi hỏi nữa, xin cái gì hạt dẻ mà không rút trong nhà không có đông, ngày qua cái nhãn gì vô hôm cũng có về nữa, tại vì cái ngũ long công chúa đó là nghe út của Long Dương đó, hiện giờ là người con rồng giống đây mà mình nên thời hời bãi đứng đứng cái trên làm khu gì đó thì đang nằm nặng nha. Ngày qua Long Dương với cha cũng có ghé nhà, ngày này qua đây giống như ăn tân gia ở nhà mới, đồng thời đi xây cái Thiên Long Giang, rồi bỏ 2 ngày qua với bữa nay rồi gặp gỡ mấy bác thầy gì đó. Ngày này qua 27 tây đi về lại Cao Ly, mấy chị tính ở đây tới bạch đó đây thì nó hơi về bản, tại vì ở đây tới tết nhiều chuyện đột biến đó. Thường á ở nhà chị Cali có mẹ phủ cái lưới trời thì không có sợ người đời nha, dân chơi thì không có ngán, mà thêm nữa cũng biết lấy hoài à, sắc phàm này cái đâu đúng là ngã liền á, bởi vì mấy ông thiên tướng nó rồng rồi mỗi lần mà đi một cái ra khỏi nhà đó mấy ông cũng phải bận rộn theo, mà trong khi cái trái đất của mình biết bao nhiêu chuyện cần phải cứu, động đất nè, rồi chiến tranh nè, dung hen chết mỗi ngày nè, trung cộng than khóc than khổ bệnh, thì mấy vị là từ bi mà phải đi làm nhiệm vụ, mà khi cái đi đây là việc làm cho cả dạng thiên tướng, thiên tướng với thiên long cấp bộ phải theo hộ, chỉ có 18 vị A-lan phải theo hộ nữa thì ai cũng lạnh hết, cho nên ít có rời khỏi nhà được. Bữa hôm khen cầu là có lý do gì tâm linh, việc rời khỏi nhà là phải hỏi về trên nè, phải tự ý mà những người thường muốn đi. Nên bây giờ quý vị lâu lâu thấy mà phốt lên đột biến có mấy tiếng lắm, ngày qua mình phốt lên có mấy tiếng đúng không, thì người nào có duyên thì ngồi đi, không có duyên thì xin lỗi, chứ mình không dám bỏ trước 1-2 tuần rồi cái đổi ý nữa làm ta cục thức vàng sao, không dám nữa xin lỗi kỳ rồi. Ở nhiều người á tiểu ăn xa á người ta bay về nữa, tu di 4 bộ châu, cõi thiên, cõi địa, thủy cung, cõi người, ngọc hoàng, cai quản mọi loài. Nghe là cõi người mình là dĩ nhiên là cha cai quản rồi, nhưng mà đâu phải là cha chỉ coi mình nước Việt không đâu, cha coi hết trái đất đúng không, nó phải đi đồng bộ. Thường chỉ trên mạng gì nói á, thì không có khe đài CNN, đài Fox hay những cái đài giỏi của Phong Huy đó, cứ nói nước này nước kia từ đầu tới cuối năm nay chỉ nói một lời một ý là phải đi đồng bộ cả cái thế giới này, cái ác phải ra đi, cái thiện bắt đầu nổi lên. Lúc mà khởi động bệnh tật chiến tranh thiên tai rồi thì là bắt đầu từ trước khi Covid là mấy vị kêu là tới rồi đó con, là phải đi đồng bộ hết, chứ không có nước này xong rồi tới nước kia, nó không phải vậy. Thì bây giờ mình tốt, cái đầu xe lửa nó kéo cả mấy cây số cái to xe, thì mình là đài của thiên tình, còn nó là đài cập nhật hàng ngày. Mình nghe cái đài này gọi chút cái mình ra mình bắt cái đài của Việt Nam, kinh tế đang phát triển, nước Việt có kế hoạch 5 năm sẽ là phát triển nhất Á Châu. Bác này sẽ lên giữ chức này, nó nói hay, mình nghe nó mình bùng bùng lỗ tai. Rồi nghe qua đài Phong, nghe qua đài Phong, trời ơi, bãi đánh này nọ bằng tính, ông Trump còn vô tù, thiên tướng sao bị bắt, đại nạn thì có. Hồi xưa tam tạng thánh kinh còn bị nạn quá trời,
vậy thì thôi cũng thiệt nạn mà nói nhắc kể chỗ này mất thời giờ quá. Cái gì vậy để cho nhân loại học đại học, những cái người chánh nghĩa càng bị nạn nhiều, nhân loại sau này càng tu nhiều. Việc mà ngày xưa mà như vua của La Mã mà giỏi phái, không có đóng chúa ta cái đình đâu, không có nhiều món tài không trên đóng hết, đóng 20 cái đình ổng luôn. Hôm nay ta mới chịu tu, cái đám ba cây ít quá cho nên bây giờ tụi nó không có tin mình. Ở đại đóng nhiều chừng nào nó mới hy sinh nhiều chừng đó. Tức là mình phải đóng một cái màn khổ, mà khổ dữ dội. Mà tới cái màn có kia thôi xưa con bị đóng lên con khổ thôi. Bây giờ để cho con mục đích nhiệm vụ kỳ này làm sao cho nước Việt thanh cường mất đi, rồi thì sao cũng được. Được, con ước gì cho con vậy. Thì có quyền chọn lựa đấy, chứ là người con chỉ cha mà, thì chỉ có bổn phận làm cho nước Việt làm cường quốc, thế thì không bị đóng đinh nữa đâu. Đấy, hợp đủ rồi, đủ đinh. Cõi thiên, cõi địa, thị cung, cõi người, ngọc hoàng, cái quản, mọi loài, thần tiên, bồ tát, Phật thiên, chúa người, trong này có đầy đủ hết. Thì có cái tầng nào mà cha không cai quản không? Phật cha cũng cai quản luôn. Tại có một lần sư phụ mà không phải phụ mà y chỉ sư và tượng Thích Thái Siêu á, nổi tiếng của Mỹ đó, hồi xưa đi hay đi với thầy Thắng Oan, là thầy Thích Thông Rạc, rồi mấy thầy Kali, là thầy tùm lum à. Thì lúc đó tại vì ngày là gọi là tôn giả của Phật A Di Đà, ngài cũng là một vị Bồ Tát. Xuống đây 10 vị Bồ Tát, không phải ai cũng nhiệm vụ cũng đúng, chỉ có 3-4 người là thành công thôi, còn như là rất là, một là nữ sắc, hai là tiền tài, là bị các chư Phật phạt. Người mà mang nhiệm vụ xuống trần mà làm sai nhiều thì nào phạt nặng gì đó. Thì lúc đó khoảng năm 2018 thì cha mới nói, cha mới nói với Phật A Di Đà, nói cái thằng đệ tử này xuống trần, hộ thái tử mà làm sai bị nhiễm trần, sẽ bị đọ, sẽ bị phạt nặng hơn người thường. Thì cho nên cái đây năm ngoái tự nhiên mà tự nhiên anh làm có hai tiên tứ kẹp lên tháng một, không bệnh cái gì, vừa nằm xuống đi liền. Thì sau đó cái hồ của bà tượng về cái ngòn nó chuyện với chuyện lắm, cái kia nó chuyện chị con này nọ. Tại vì lúc mà khi ông có bộ á, ông rời khỏi chùa thì bị cả cái Bắc Kali, cả ngàn cái triệu Phật tử, tại do đó nó có 100 cái chùa Bắc Kinh không à. Rồi nó thừa nó tục thả câu, nó thấy là trong chùa có kịp niệm Phật Đường Riêng Minh á, có nội đinh, cái là nó chửi mình để nó tẩy chay thiên ông thế cộng sản mà, nó ghê lắm. Rồi nó ăn kiếm và ăn thuốc nạn, nó tu cà chớn, tu giả bộ, bữa nay nó đuổi thầy nó ra khỏi chùa. Hồi xưa thầy hôm nay mình làm cho mình bị chửi một lần, ổng tuyên bố giải tán cái chùa cũng vô 3 tháng, ổng tu giả, ổng bị mấy ngàn hộ pháp đuổi tại cái chùa linh nó hút nhiều hộ pháp. Mình đã làm chùa mình phải tin có hộ pháp, cái người đời mình đừng cuối tình chuyện chùa chiền nha, cuối tình là phản chết. Chùa nó hiện giờ vẫn còn hoạt động 18 triệu bạc cái chùa đình ở bên Cali. Mình đang kể chuyện này đi, bị hang thiên tướng kè đi. Thì lúc đó Phật A Di Đà thì từ đó thì mới biết là khỏi A Di Đà có thật. Phật A Di Đà có thật, không phải là truyền thuyết. Mà phía bên Nam Tông hay là bên Khắc Sĩ là không có tin. Cái gì mà nguyên thủy là của Phật giáo thì họ tin, nhưng mà khi con người chứng minh có tiếp xúc được thì chuyện đó Phật A Di Đà có thật. Phật Thích Ca thì cũng đã từng bị ngày đạp xuống đây rồi, có cái câu chuyện mà ngài tính hay đó. Và cái hồn bay về thì Phật kêu vô đạp xuống rồi. Thì tới ngày hôm nay thậm khi mà chuyện bị nhiều quá ức quá, mà cái người mà làm việc nhiều quá ức, hay là một người mà phỉ báng cha, xiên phạt cha mẹ, như thầy Đông Lai nữa có cái chửi xiên phạt cha mẹ, cũng như thầy Thích Trúc Thái Minh nó có cái ổng nói nặng mẹ cha,
rồi mấy thầy thời nay bạn thượng đó hãy họ Atula không ạ, là ư cái đạo màu đó, người mà bị rất là nhiều khổ sở với cái đạo. Một người chỉ muốn cống hiến một cái gia đình, cống hiến một cái gia đình, vợ đẹp con mang để mình đi mở chùa. Ngày nào vợ mình vô nó nói ông không đóng cửa chùa tôi ly gì đâu, mà nó bả hăm dọa cái năm trời, cuối cùng